Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duyên Audio. Địa chỉ mua hàng và số điện thoại của em, đây là cái thông số thông tin để mua hàng và địa chỉ các bác ạ. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác những mặt hàng đây, bao gồm có một cái đầu đĩa CD của thương hiệu Sony, vỉ mạch rất đẹp luôn, đọc đĩa rất là tốt, dòng Sony. Một cơm ly của thương hiệu Pioneer, đánh hai con sò của Pioneer sản xuất, hàng của Nhật Bản, nội địa của Nhật, đánh rất hay luôn. Một cái đầu Sony rẻ mã kim âm ly, giá sau tiễn sẽ báo giá luôn cho các bác sau. Đây của Sony, đây là một đầu của OneQ, tích hợp rất nhiều công nghệ, chạy CD MD rẻ mã, chạy cả USB, có điều khiển chỉnh bát check và tăng su bát. Ở đây có một cặp cặp này em không biết nói như thế nào, có một gọi kiểu như thế này, có một loa thì có đủ bát và tép, một loa chỉ có vỏ và cũng thanh lý cho các bác. Đây, sau đây em sẽ báo giá từng sản phẩm luôn. Đây, cái cặp loa của Sony như thế này em bán với giá 250.000 đồng, giá thì cũng đã bao gồm cả phí ship. Nhiều này, nhiều quảng cáo quá các bạn. Cái đầu của OneQ này chạy full chức năng, làm rẻ mã đầu phát USB, đầu phát CD, đầu phát MD, làm âm ly. Con này rẻ mã 24 bit và xuất tín hiệu AV. Tất cả các tín hiệu từ đầu này, từ USB, từ CD, MD đều xuất tín hiệu sang thiết bị âm thanh khác, giá 2.300.000 đồng tặng các bác điều khiển. Đầu của Sony này với giá 650.000 đồng, các bác làm rẻ mã và làm đề cho một cái cục đẩy chẳng hạn. Thì ở đây có điều khiển chỉnh bát check này, bát check và cả tăng super bát nữa, với giá 650.000 đồng và cũng bao ship. Âm ly của Pioneer giá 1.500.000 đồng, đã bao gồm cả phí ship. Và của Sony này cũng 1.300.000 đồng, giá bao gồm cả phí ship. Thì mấy hôm nay em vẫn gọi là hỗ trợ tiền tiền vận chuyển cho các bác. Tất cả các sản phẩm mấy hôm nay em đăng thì đều bao ship, kể cả những ngày hôm nay nữa. Thì sau đây em sẽ đi test từng sản phẩm cho các bác. Đầu tiên là cái của cái CD Sony. Đây chỉ là cái đĩa ghi rất là rẻ tiền thôi, và mắt đọc rất là nhanh, các bác nhìn thấy đấy, mắt đọc như kiểu Xeter trộm chó luôn đấy. Đọc cực kỳ nhanh và mắt rất là trâu bò đấy, các bác nhìn. Đây em sẽ test sang cái cỡ này, cổng AUX này. Đấy, CD mắt đọc cực kỳ nhanh luôn đấy. Tạm thời thì do em không thể nào test dài được, thì vì nó có tiếng là nó bị dính bản quyền, nó rất là phức tạp. Thì nói chung là đĩa này em đã test từ sáng rồi, để mình nghe đĩa thì đọc rất là tốt luôn, các bác yên tâm. Đó. Dòng Sony này thì nó sử dụng cái mắt này, mắt này là mắt gì đây, mắt của Sony, nhìn lại hình như là mắt 150A. Đây là tất cả cái linh kiện của cái CD này. Các bác nhìn trong linh kiện rất là đẹp và rất là sáng. Đấy. Các bác nhìn đĩa nó chỉ đọc tí phát đọc xoáy xong. Đấy. Trong vỉ mạch rất là ok. Với những CD này thì đem lại cho các bác cái chất lượng âm thanh rất là tốt luôn. Đấy. Đây Sony model CDP570 100V 7.5W. Hàng made in Japan. Nhiều bác bảo cái hàng này hàng cổ, giờ còn ai chơi đĩa, nhưng mà nhiều bác chơi âm thanh bây giờ, nếu mà các bác nào chơi thì sành thì các bác rất hay đi mua sưu tầm những cái đĩa. Và những cái đĩa bây giờ các bác có thể bỏ ra đến cả vài trăm ngàn đồng để mua một cái đĩa về chỉ để nghe. Nhiều bác sưu tầm rất là chất luôn. Và những cái đầu CD như thế này thì chất lượng âm thanh nó sẽ hay hơn rất nhiều so với các bác nghe khi cắm điện thoại hay là nghe qua cái smart TV. Kể cả nó hay hơn cả các bác nghe qua là máy tính laptop, nhưng cái chất lượng của CD nó rất là cao. Hình thức thì còn khá là đẹp, các bác nhìn. Size con này là size 43, tức là chiều ngang 43, chiều cao 10 và chiều sâu là 27, giá là 1.300.000 đồng, đã bao gồm phí ship. Đây là duy nhất thì chỉ có một cái vết nhẹ cấn xíu ở đây rồi các bác nhé. Sony nó là cái thương hiệu
khá là rất nổi tiếng trong các dòng CD. Đây là cái nắp trên của máy, nắp của vẫn rất đẹp. Đấy. CD đọc tốt tất cả các loại đĩa luôn. Đấy, em thấy test đĩa rẻ nhất thì nó vẫn chạy ok rồi. Đấy. Đọc đĩa rất nhanh, giá 1,3 triệu bao ship. Tiếp theo đó là một cái âm ly của thương hiệu Pioneer, model SA4400. Đây nó vẫn thuộc vào dòng âm ly cổ. Đấy. Dòng này có chỉnh bát chép đầy đủ luôn và có tăng nao lướt. Các bác nhìn ở đây nó mặt nhôm màu trắng. Size của nó là size, tức là chiều ngang là 38 này, chiều cao 12 và chiều sâu 26. Công suất thì tí nữa em sẽ quay phía sau. Và đây là tất cả linh kiện của cái âm ly này. Nó đánh sò của Pioneer, hai con sò 2 vít. Các tụ Elna đẳng cấp luôn, các tụ nguồn Elna. Những dòng âm ly cổ như thế này thì đem lại cái chất âm nó mộc mạc, nó chi tiết. Các bác nghe nhạc vàng hay bolero thì đây là những cái âm ly để các bác lựa chọn để đối tác cho những cái dòng nhạc cổ, dòng nhạc vàng, dòng nhạc như 75 đây, Pioneer này. Điện 100V, công suất 53W này. Đây là tất cả cái đây là đường tuner và AUX để các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Đây là jack cài loa. Dòng này thì nó đánh trở kháng rất rộng luôn, từ 4 đến 16 ohm. Các bác nào có những cặp loa toàn giải chơi với những âm ly như thế này thì rất là phê. Và những cặp loa mà có thể ghép được cái âm ly này là những cặp loa bass tầm 20 đổ về, những dòng loa cổ thôi. Như em đang ghép thử với cặp loa Victor bass 20, các bác có thể nghe dòng này nó cho tiếng bass rất sâu luôn và check cũng rất sáng. Các bác có thể nghe thấy bass thả rất sâu luôn. Đấy. Bass check các bác này. Đấy. Rất là linh hoạt luôn. Khi mà tăng cái chế độ nao lướt để chế độ on thì tiếng bass nó rất sâu luôn. Chỉ với giá có 1,5 triệu đồng các bác sở hữu được một cơ âm ly khá là đẹp và chất âm đem lại thì rất là hay luôn. Tất cả là bao zin cho các bác luôn. Và dòng này thì về chỉ có lau dọn bụi bẩn thì không có cái phải sửa chữa bất kể cái gì cả. Chỉ có vệ sinh các cái chít áp này thì nó lâu đời rồi, nó bị xoẹt xoẹt các nút ấy thì em đã phải xịt lại rồi. Đấy. Rất là ok và không các cái quá luôn, volume không bị xoẹt gì cả luôn các bác nhá. Rất là ok. Đấy. Giá 1,5 triệu đồng bao ship luôn. Đấy. Và nắp của máy thì em để kia nhá, không bị móp méo gì cả. Đấy. Tiếp theo là một cái đầu của Sony. Đầu này thì kích thước như sau, chiều ngang 16, chiều cao 22 và chiều sâu 30. Hiện tại thì em đang test cái cổng optical dã mã in. Đấy. Optical in. Thì ở đây CD thì em test có cái đĩa này nó vẫn chạy các bạn. Hiện tại thì đây em test cái CD đây, nó vẫn chạy rồi. Các chương trình khác như MD băng dây thì em test nó không hoạt động đâu. CD thì em cho đĩa vào thì nó vẫn đọc. Đấy, đĩa Thúy Hà này. Đấy, nó có một cái dải sáng màu xanh đây, rất là đẹp luôn, xanh dương. Hiện tại thì em lấy tín hiệu từ cổng phone phía trước này để nắp sang cái âm ly bên cạnh. Đấy. Thì ở đây điều khiển đi kèm là có thể chỉnh được bass check. Thì cái đường phone này thì các bác giả sử như các bác có một cái cục đẩy hoặc cái bộ karaoke gia đình nhà mình chẳng hạn ấy, thì các bác lấy cái đường phone phía trước này thì tất cả cái tín hiệu, tức là cái âm sắc bass check và chế độ tăng xuống bass nó sẽ ăn theo cái đường phone này. Và các bác có thể vặn volume ở đây cho tiếng nó to lên. Đấy. Rất là ok. Các bác có thể nắp thêm cục đẩy để hỗ trợ. Hoặc cơm đi các bác nào đang thiếu bass, thiếu tép hoặc thiếu gì đấy thì các bác lấy cái đường phone này để các bác lấy tín hiệu để quay dây nó hơi ngắn. Đây, để mà quay chi tiết phía sau. Hiện tại đây là cái cổng optical in này các bác. Đấy. Còn ở cổng dưới này thì là cổng analog in, các cái đường cắm điện thoại máy tính. Đấy, qua cái đường 3.5 này nó là cổng analog in. Đấy. Trên này là cổng optical in. Còn đây có jack cài loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm. Jack cài loa này thì em sẽ tặng kèm để các bác ghép loa vào này. Hàng của made in lắp ráp tại made in China, điện 100V công suất 55W này. Đấy. Dòng của Sony model M333. Ở đây nó hỗ trợ cái cổng USB để làm sao cả cho máy tính gì đó. Thế này em không có đồ để test các bác. Còn FM dòng này thì nó chỉ đến 90 thôi.
nên nó có cả cổng AUX, nên gọi cổng AUX. Các bác có thể vừa làm âm ly ghép thêm một cặp loa nhỏ để có thể thay thế cái tivi, loa tivi nhà mình thì rất là ok. Rất rất kỳ mà có dòng xanh nhỏ này mà chỉnh được cả bát check ở trên này. Rất là tiện cho các bác. CD thì nó vẫn chạy. CD chạy thì chúng em có hay không thì em bán 650. Các bác ở trên này thì phím menu để chọn function, để chọn các chế độ kênh optical in này. Em vừa vặn cái volume bên này. Nằm một cáo quá các bạn. Trước đây đây có thể chỉnh bát chát ở trên này giảm xuống này. Đó là cộng trừ 4 các bạn. Đây có một phím tăng super bass này. DSG tăng bass này. Đó. Super bass luôn. Bát đánh thả như bom luôn. Với giá 650.000 đồng kèm điều khiển và bao ship cho các bác. Đó, rất là rẻ luôn. Tiếp theo giới thiệu cho các bác cái cặp vỏ loa cho nhanh. Vỏ loa này thì kích thước của nó như sau: chiều ngang của một loa là 14, chiều cao 22 và chiều sâu 24. Giá 250.000 đồng. Đại gì đây? Phía sau nó như thế này. Đây, Sony. Cái này nó có bị tức là phần ở bên ngoài loa thôi các bác nhé, nó chỉ bị này một tí thôi. Cái này chỉ có nhỏ keo con voi nó cứng lại nên không có vấn đề gì cả. Đây. Cái này thế nào? Đây, trở kháng 6 ohm, công suất 30W, hàng lắp ráp tại Made in China. Đây, Sony. Bán cho các bác chỉ có 250 cho con này thôi. Các bác nếu mà các bác cần cái này để làm súp thì cũng rất hay này. Làm súp có thể để bát đánh khá là hay, khá là sâu vì thùng hậu nó rất là sâu các bạn. Đấy. Giá 250. Đấy. Các bác thử xỉ em có bán vỏ không thì nó cũng rơi vào tầm 150 rồi. Đấy. Các bác mua bát một tép thì thêm 100.000 nữa thì cũng rất là rẻ thôi. Giá 250 bao ship các bác nhé. Đấy. Cuối cùng là một cái đầu của Onkyo tích hợp mà rất nhiều thứ ở trên này và đáng để các bác chơi. Thì vì sao? Thứ nhất này, cái đầu này thì nó hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Có chỉnh cả bát check ở trên này. Đây. Bát check này, bát này, cộng 3, check cộng 3 này. Đây, và có chế độ tăng S bát nữa. Đấy. Dòng này nó là mặt nhôm màu trắng rất là đẹp. Size của nó như sau, size 21,5 và chiều cao 14 và chiều sâu 33. Đây là nội thất bên trong của cái dòng của Onkyo này. Nó đánh 4 con sò nhí là dưới cái phần tản nhiệt này. Hệ thống tất cả linh kiện nó rất là đẹp và sản xuất rất là hay, là chất lượng luôn. Dòng này nó vẫn giải mã 24 bit. Sẽ kéo ra ngoài để như đây, em sẽ lấy cái cổng quang vào đây để các bác MD, nói chung vẫn chạy này, đĩa MD thì nó vẫn chạy này. Nói chung chạy hết tất cả các chức năng, nó test đã ok hết rồi. Đây. CD chạy ok. Đĩa USB này. Như em đã nói từ lúc đầu thì tất cả các cái tín hiệu từ USB, từ CD, từ MD và giải mã quang nó sẽ xuất sang được một thiết bị âm thanh khác. Đây em sẽ cắm luôn cái đường A, cái đường test sang âm thanh khác cho các bạn. Đây. Đây, em sẽ cho nhỏ cái volume này xuống mức min này. Thì em đã lấy tín hiệu đường out xuất sang một cái thiết bị âm thanh bộ kia âm ly này, này đây. Đấy. Rất là ok luôn. Đây là vừa em test USB, còn đây là CD này. Đấy. Như vậy các bác mua được cái đầu này nó tích hợp rất nhiều các cái món để các bác chơi, vừa có USB, vừa có CD, vừa có đĩa MD, vừa có giải mã quang luôn. CD ok rồi, đến cả digital luôn này. Đấy, tất cả các tín hiệu thì nó sẽ nháy hai tín hiệu này. Đấy. Đây là phía sau của cái này.
Đây cái đường out của nó đây, các bác nhìn này, đường out khi em rút hết ra thì mất tín hiệu. Thì out này thì tất cả các tín hiệu nó sẽ xuất ra đường out này. Các bác ghép sang một thiết bị âm thanh khác. Còn đây là cổng quang này. Đây là jack cài loa này. Dòng này nó đánh từ 4 đến 16 ohm này. Các bác rất dễ ghép loa. Với những dòng bass tầm 18 độ về nó khá là tốt. Hỗ trợ thêm một đường cổng xúc điện. Đây các bác nhìn thông số này, điện 100V này, công suất 55W này. Hàng lắp ráp tại Malaysia. Giá 2.300.000 đồng, đã bao gồm điều khiển và phí ship. Và tặng luôn cho các bác một cái dây quang để các bác kết nối trực tiếp với Smart TV. Đấy, có hiện tại đây có những cổng đốc và cái cổng test và cổng line là các cái cổng line in này, để các bác kết nối trực tiếp với các thiết bị bên ngoài khác như là điện thoại, máy tính. Đó. Với những công nghệ cái dòng của Onkyo thương hiệu thì nó chế độ nhạc VRAT thì là DNA này. Đấy. Và giải mã 24 bit luôn. Như vậy các bác mua cái đầu là máy này vừa có một cái đầu phát USB, vừa có một cái đầu phát CD, vừa có một cái đầu phát của MD và vừa có một cái đầu phát của giải mã qua luôn và vừa làm âm ly. Đấy. Rất là ok và cái giá thành thì nó rất là phù hợp với giá 2.300.000 đồng. Ở đây có cái giải đèn xanh, màu xanh dương sáng rất đẹp ở trên núm volume. Tổng thể mặt trước còn rất đẹp luôn, ngay cả đến nắp của máy vẻ cũng rất đẹp các bác nhìn. Giá 2.300.000 rất đáng để các bác sở hữu một cái đầu máy như của Onkyo như này. Và điều khiển chỉnh bass tép và hệ tăng S bass trên đầu máy. Vâng, sau đây em sẽ đi báo giá lại lần lượt từng sản phẩm và em sẽ kết thúc video tại đó. Và đầu tiên đây cặp loa này với giá 250.000 đồng bao ship này, Onkyo 2.300.000 này, Sony 650.000 đồng kèm điều khiển chỉnh bass tép và tăng su bass giá 650.000 đồng bao ship. Pioneer với giá 1.500.000 đồng. Đối tác của những dòng loa cổ Bass 20 hoặc Bass 22, 23 đổ về đánh rất phê luôn. Bass check nào đốt ok hết. Đầu Sony của đầu CD đọc tốt loại đĩa, giá 1.300.000 bao ship. Vâng, các bác mua hàng cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0961 22 555. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn ạ.